Bên ngoài dù có xô bồ, bước vào đây mọi thứ đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Chủ quán cà phê là người rất yêu Đà Lạt, như vậy mà tạo nên được cái hồn cho quán nhỏ. Chăm chút cho từng chi tiết, từ sắp bán qua, ngôi nhà gỗ, mái hiên cho đến tiệm làm bánh, tất cả giúp các bạn trẻ đến với quán có được những bức ảnh ưng ý. Tại em muốn đi chụp hình mà ở Bạc Liêu mình đa số là cái cà phê nó sẽ không có được cái concept mà nàng thơ như ở đây, nên em quyết định chọn ở đây để chụp. Khi em đến đây thì em thấy rất là tuyệt vời. Quán Mộc thì em cảm giác được là mình thoải mái về mặt tinh thần, vì nó có cây cỏ xung quanh để mình làm dịu lại cái tinh thần của mình. Và cái không gian của quán thì nó dịu dịu để mình chill chill học bài. Ở một góc nào đó của quán là những chi tiết nhỏ đáng yêu như thế này. Quán được các bạn trẻ yêu quý từ chính sự chân thành như vậy. Có những câu tụi em copy ở trên những điều hay ho trên mạng, đôi khi tụi mình tự suy nghĩ ra, nhưng mà đa phần tụi mình cũng muốn mọi người có một cái nhìn tích cực về cuộc sống hơn. Tuy nhiên đến quán cà phê này không chỉ có thế. Đây là một không gian khác dành cho những ai thích hoài niệm. Tụi em gán tìm những cái tiệm bánh kẹo mà còn những cái đồ vật đó, tụi em gán mua về. Đôi khi nó cũng không tròn trịa như hồi xưa, nhưng mà cũng một phần gì đó mình muốn mang đến cho mọi người một ký ức thật nhất. Nếu ban ngày là điểm đến của bạn trẻ mê chụp ảnh, thì đêm đến lại là lúc được thư thái bên những bài hát tình ca. Tụi em lúc nào cũng gán luân chuyển mọi thứ, giống như có thể một tháng này tụi em làm chương trình âm nhạc, tháng sau tụi em làm chương trình hội họa, tháng tới nữa tụi em làm chương trình trao đổi sách với nhau. Ở đây tụi em có một slogan của quán là nơi đây có bán nụ cười, tuổi thơ ký ức kiếm lời bình yên. Ở đây tụi em mong muốn khi khách ra khỏi quán mình sẽ nở một nụ cười rất là hài lòng đối với quán mình. Hiện quán cà phê này đang là một trong những điểm đến yêu thích nhất của các bạn trẻ ở Bạc Liêu. Từ tình yêu riêng của bản thân đối với thành phố mộng mơ, giờ thì anh chủ quán đã giúp nơi đây trở thành nơi hội ngộ của những trái tim yêu sự gần gũi, nhẹ nhàng, đáng yêu của Đà Lạt.